Toyota Camry, chiếc xe phân khúc hạng D của nhà Toyota. Và đây là chiếc xe của năm 2022 đang được giảm giá rất là sâu cho năm 2023 này. Và trong tháng 5 thì chương trình khuyến mãi của chiếc Camry phiên bản 2.0 Q màu đỏ, nội thất kem rất là đẹp đang có trong video ngày hôm nay của em Vinh, thì sẽ có chương trình khuyến mãi như thế nào, cụ thể chiếc xe 22 và chiếc xe 23 sẽ lên lệch nhau nhiều hay không, và chương trình giá lăn bánh cuối cùng của chiếc xe Camry phiên bản 2.0 Q và 2022 và 2023 sẽ có những điểm khác biệt gì, và chương trình trả góp thời gian giao xe của chiếc xe Toyota Camry này cụ thể sẽ như nào, thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng em Vinh xem chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0 Q đang có mặt tại showroom Toyota Tân Tạo nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên nhấn like video này và nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Và chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Và chiếc Camry của chúng ta trong tháng này đang được giảm giá rất là sâu dành cho phiên bản của năm 2022. Những model tồn kho cần được giải tồn nha quý anh chị nha. Có thể chúng ta thì được giảm từ 80 cho đến 90 triệu đồng dành cho chiếc Camry này luôn. Vậy thì mức giá ưu đãi như vậy chúng ta sẽ có những gì? Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng mình đón xem hết video để biết chi tiết hơn về chiếc Camry này nha. Trước khi chúng ta cùng nhau bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh điểm sơ qua về những trang bị và công nghệ ở trên cái chiếc Camry này nha. Thì đầu tiên đây là một chiếc Camry màu đỏ phiên bản 2.0 Q với một cái phong dáng mới cho năm 2023, đẹp hơn và sang trọng hơn rất là nhiều khi chúng ta nhìn từ cái phần đầu xe. Ở cái phần đầu xe thì chúng ta chắc phải nói tới trên là cái cụm đèn. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước thì vẫn sẽ được giữ nguyên với bóng đèn LED ở đèn chiếu xa và đèn chiếu gần, sử dụng bóng đèn pin LED đó cho cái cường độ ánh sáng cao hơn. Và ở trên cái chiếc xe này còn có luôn những hệ thống rất là hiện đại trên cái bộ đèn này, như là hệ thống cân bằng tự động đó, hệ thống tự động bật tắt, cùng với đó là đèn pha thích ứng thông minh AHB đều sẽ được trang bị trên chiếc Camry bản 2.0 Q đây đó. Phía bên ngoài thì như quý chị có thể thấy đây là những cái đèn chiếu sáng ban ngày dạng xương cá rất là đẹp luôn, và phía dưới đây chính là cái đèn sinh nhan. Về cái cách thiết kế cụm đèn của Camry thì rất là đẹp nha quý chị nha. Đó, tiến xuống một chút nữa thì chúng ta sẽ có một cái thanh sơn màu bạc trang trí hình cánh cung, rất là giống một chiếc xe đàn em đó, đó chỉ là chiếc xe antique, nhưng mà cái cánh cung này nhìn đẹp hơn và nhìn nó hầm hố hơn ở trên cái bản này, bởi vì đây là phân khúc hạng D đó, nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều đó. Và cái đèn sương mù sẽ được đưa thấp xuống phía dưới đây và sử dụng bóng đèn hoàn toàn bằng LED luôn đó. Về cái mặt lưới tản nhiệt thì sẽ được trang bị mặt lưới tản nhiệt thiết kế to bản và kéo sâu xuống phía dưới, tạo cho chiếc xe của chúng ta cái sự sport hơn đó, nó thể thao hơn rất là nhiều đó. Và những cái thanh ngang được sơn màu đen bóng, nhìn cái phần đầu xe nó rất là khỏe khoắn nha đó, nhìn rất là sport này đó, quý anh chị thể quan sát phần đầu xe đó. Logo thì được tráng gương và có tích hợp an toàn Toyota Safety Sense ở trong logo luôn đó, và có hai cảm biến ở góc trước để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này. Chúng ta sẽ cùng xem sơ qua về cái mức giá và một vài thông số kỹ thuật. Về cái chiều dài của chiếc Camry này thì nó là 4m8 đó, 4m8 hơn 4m8 nha quý anh chị nha, nó gần 4m9 này đó. Cái chiều rộng tổng thể của nó là 1840mm này đó, chiều dài cơ sở rất là tốt này. Cái chiều dài cơ sở của chiếc này nhìn rất là đã này, là 2825km đó. Và phía dưới đây là chiều rộng cơ sở trước sau này, một vài thông số đó của chiếc xe này đó. Và chiếc xe này là 170 mã lực luôn nha quý anh chị nha, khá là mạnh mẽ khỏe khoắn đó. Mô men xoắn của chiếc xe này là lên tới 206Nm luôn đó. Và giá bán thì sẽ là 1.220 về mức giá chiếc Camry này. Đó. Tiến gần ra phần hông xe. Hông xe thì Camry sẽ có một cái hông xe với cái trục cơ sở như quý anh chị có thể xem trên thông số mà em Vinh vừa quay. Trục cơ sở rất là tốt nha, trục cơ sở dài. Đó. Và cái trục cơ sở dài sẽ giúp cho Camry có một cái khoang nội thất rộng rãi gần như bậc nhất trong phân khúc hạng D luôn. Đó. Và về cái phần hông xe thì chắc chúng ta phải nói tới cái bộ mâm. Mâm bánh xe thì sẽ được trang bị với bộ mâm 18 inch khá là lớn trong phân khúc nha. Đó, và sẽ được trang bị là mâm đúc, phay xước, đa dấu kép, thiết kế rất là đẹp này, thể thao. Vỏ thì sẽ sử dụng vỏ Bretton đó, và nó cho chúng ta cái sự vận hành êm ái hơn và giảm khá là nhiều tiếng ồn trên cái bộ vỏ này đó. Thắng thì sẽ đương nhiên sử dụng thắng đĩa bốn bánh rồi đó. Tiến dần lên phía trên một chút thì chúng ta sẽ có bộ gương đó. Gương thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, đặt phía bên dưới góc chữ A đây đó, nó sẽ cho góc nhìn tốt hơn, cùng với đó là quan sát nó cũng dễ dàng hơn. Gương có chỉnh điện gập điện tự động và cùng với đó là tự động gập khi lùi đó, cùng với đó có cảnh báo điểm mù trên gương và những cái thanh trang trí mạ chrome rất là đẹp luôn nha. Đó, tay nắm cửa cũng mạ rôm này đó, rất là đẹp luôn. Về cái phần đuôi xe, đuôi xe của Camry thì khá là đẹp, phải nói một câu đẹp đó. Đuôi xe thì sẽ được trang bị đầy đủ gần như những hệ thống an toàn phía sau, như là những hệ thống như cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau đó, 4 cảm biến phía sau, 2 cảm biến lùi, 2 cảm biến góc, camera lùi rất là đầy đủ nha đó. Đây là bản 2.0 Q nên sẽ có cái ký hiệu 2.0 Q mạ rôm dập nổi đây. Hệ thống đèn phía sau trang bị hoàn toàn bằng LED đó, rất là đẹp. Cách thiết kế cụm đèn ôm trọn được cái đuôi xe đó, trang bị rất là đắt tiền đó.
phía trong thì chính là cái logo Toyota và chữ Camry dập nổi. Đó. Về phần cốp xe thì đây chúng ta sẽ cùng quan sát. Đây, và đây là cái cốp xe của chiếc Camry. Đó, cốp thì sẽ mở cơ như quý anh chị nha. Cốp thì rất là rộng luôn, dung tích cốp rất là rộng. Đó. 4 đến 5 vali chúng ta để trong đây đều được nha. Đi đánh gốc hay là đi du lịch hay là về quê thì cái này đều có thể đáp ứng được. Đó. Phía dưới thì là bánh sơ cua dự phòng. Đó, con đội bộ dụng cụ mở bánh xe được làm gọn phía dưới đây, rất là sạch sẽ nha. Đó, trong đây chúng ta còn có đèn nữa, lấy đồ vào ban đêm rất là dễ luôn. Đó. À, xe này thì rất tiếc là chưa có cốp điện. Khá là ổn. Cái này mà được trang bị cốp điện thì tuyệt vời. Đó. À, với khối động cơ là 2.0 lít thì cái mức tiêu hiệu của Camry thì cũng khá là ổn định đi với 6,4 lít đối với đường kết hợp thôi. Còn đối với đường trong đô thị là 8,5 lít nha. Ngoài đô thị là 5,1 lít. Đó. Động cơ 2.0 lít sử dụng hộp số CVT. Đó. Khá là tiết kiệm. Về phần nội thất thì như em Vinh có nói đầu video, nội thất của thằng Camry thì sẽ có hai màu. Đó, màu đen và màu kem. Đó, đây là chiếc màu đen nha quý anh chị nha. Đó. Đây. Tapi được bọc da chỉ vàng rất đẹp luôn. Mạ bạc trang trí, tay nắm cửa mạ bạc. Lên dung kính một chạm trong kẹt tất cả các cửa này, chỉnh kính điện gập kính điện này. Nhớ hai vị trí ghế, vị trí gương. Đó. Tất cả các vị trí ghế trên xe đều sẽ được chỉnh điện hết nha. Đó. Ghế chỉnh điện 10 hướng nha quý vị nha. Đó. Rất đầy đủ luôn. Bộ ghế thì là ghế da. Rất là đẹp. Đó. Ghế da rất đẹp. Quý chị yên tâm ha. Cửa sổ trời đầy đủ. Bên đây chúng ta sẽ có những hệ thống an toàn nha. Đèn pha tinh thông minh này. Đó, VSC, TRC, mở cốp điện, mở lắp xăng điện. Đó, đầy đủ. Cửa gió mạ bạc, thiết kế rất đẹp. Đó. Cùng vào phần nội thất với em Vinh. À, thì về đầu tiên chúng ta nói nội thất thì chắc chúng ta phải nói tới cái màn hình phía trước mặt người lái. Về cái màn hình phía trước mặt người lái thì chúng ta sẽ được trang bị một màn hình đa thông tin 7 inch. Thể hiện rất là đầy đủ những thông số kỹ thuật gửi tới người lái trên đây. Đó, toàn bộ tình trạng về chiếc xe chúng ta sẽ được báo trên đây. Rất là đầy đủ và chi tiết. Đó, có cảnh báo xuất lốp từng bánh xe luôn. Và tất cả những hệ thống an toàn trên xe. Đó, đều sẽ hiển thị trên đây. Và hai động cơ thiện vòng tua máy và tốc độ xe chúng ta. Hệ thống đèn sẽ là auto và gạt mưa cũng sẽ là auto luôn. Đó. Hộp số CVT sẽ có 7 cấp số ảo lên chúng ta được trang bị lấy chuyển số thể thao trong vô lăng. Đó, nó sẽ giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe bớt nhiều thao tác hơn và thuận tiện hơn trong quá trình chúng ta sử dụng. Đó. Vô lăng bọc da rất là đẹp. Đó, tích hợp rất nhiều nút bấm trên vô lăng. Đó, phía bên đây thì tăng giảm lượng nạp thời đánh tay và điều khiển các màn hình đa thông tin ở trên đây. Đó, phía đây thì sẽ có hệ thống ga tự động cruise control và hai gói an toàn, chính là hệ thống cảnh báo lề làn đường và hệ thống tiền va chạm. Đó. Về hệ thống giải trí thì chúng ta sẽ được trang bị 9 loa JBL. Đó. Loa JBL đây nha quý anh chị nhá. Hệ thống 9 loa JBL. Đó, cho chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời trên chiếc xe này luôn. Đó, và màn hình giải trí thì sẽ được trang bị màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, USB đầy đủ nha quý anh chị nha. Trên cái màn hình này. Đó. À, phía dưới thì chúng ta sẽ được trang bị điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đó, thoải mái, ví dụ bên đây chúng ta để 18 độ này, bên đây để 21 độ đều được nha quý anh chị nha. Và cái hàng phía sau chúng ta thì điều chỉnh độc lập ở phía sau luôn. Đó. Thao tác rất là dễ dàng, thiết kế rất là đẹp mắt. Phía dưới thì không thể thiếu chứ là hệ thống sạc không dây nằm ở đây. Đó, jack cắm USB, tẩu sạc 12V 120W. Đó, hộp số CVT và ba chế độ chạy Eco, Normal và Sport. Phanh tay điện tử Auto Hold đầy đủ nha quý anh chị nha. Cái bệ thì tay Camry này rất là đẹp này, rất là sang trọng luôn. Nhìn là biết là Camry, khu này nhìn chúng ta nhìn sơ là biết Camry. Đó. À, phía trong thì cũng sẽ có đèn nội thất này. Đó, và tapi nằm trên đây rất là đẹp luôn, mạ bạc đầy đủ. Đó. Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói rất là đầy đủ. Và cửa sổ trời, mặc dù chưa phải cửa sổ trời toàn cảnh đâu, nhưng mà chúng ta có một cái cửa sổ trời nhỏ này sẽ giúp chúng ta thoáng mát hơn trong cái chiếc xe này và yên tâm hơn rất là nhiều. Đó. Rồi, đó là về tổng quan về hàng ghế phía trước. À, còn ở cái hàng ghế thứ hai thì sao? Đây là cái hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì rộng rãi rồi, Camry nổi tiếng rộng rãi rồi, tapi cũng được bọc rất là chi tiết này. Đó, mà bạn hai bên cửa thì sẽ có hai cái rèm cơ để tăng thêm cái sự riêng tư cho chúng ta, hai rèm cơ nha. Đó, rồi cùng em Vân tiến vào cái phần nội thất. Thì về nội thất của Camry thì ngoài sự rộng rãi ra thì tiện nghi cũng được trang bị rất là đầy đủ, ví dụ như cửa gió ở phía sau này, hai jack cắm USB để sạc điện thoại phía dưới này, và ở trên bệ thì tay đó, khá là quan trọng. Ở trên cái bệ thì tay của chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tính năng an toàn trên đây. Đó. Đó, rất là nhiều những cái option. Đó. Trên đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình để chúng ta điều chỉnh rất là nhiều những cái hệ thống ở trên đây. Đó, nó sẽ bao gồm luôn cả độ ngã ghế, nhiệt độ và tình trạng của cái xe của chúng ta. Hệ thống giải trí chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển ở trên đây được hết. Đó, rất là thuận tiện cho người sử dụng xe. Ngồi phía sau này rất là thoải mái. Và phía sau này chúng ta còn có một cái rèm điện nữa nha quý chị nha.
Cái kính sau này chúng ta có cái rèm điện đó. Đó, quý vị có thể thấy ha, nó rèm điện, và như quý vị thấy phía sau là cũng có cái loa check JBL rất là to này, đó. Nó giúp ổn định âm thanh. Và cái vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai này là cái vị trí mà cho chúng ta cái sự thoải mái nhất ở trên chiếc Camry này. Nó gần như nó cảm nhận được tất cả mọi thứ trên đây, từ hệ sự êm ái, hệ thống treo, rồi hệ thống giải trí, hệ thống âm thanh đều sẽ được kiểm soát rất là tốt ở cái hàng ghế thứ hai này. Và đó là về tổng quan về chiếc Camry bản 2.0Q của chúng ta. Còn về mức giá của chiếc xe này thì sao? Chúng ta cùng em Vinh đi tới mức giá của chiếc xe Camry phiên bản 2.0Q này nha. Thì đầu tiên thì chúng ta phải nói tới đó chính là mức giá. Mức giá niêm yết hiện tại dành cho chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q này của chúng ta, như quý chị có thể thấy ở cái bảng giá niêm yết tại đại lý là 1.220.000.000 đồng. Em Vinh cũng sẽ tạm tính luôn về cái mức giá lăn bánh mà chưa bao gồm chương trình khuyến mãi nha. Thì hiện tại nếu mà chiếc xe này mà lăn bánh tại Sài Gòn mà chưa bao gồm chương trình khuyến mãi thì nó sẽ dự kiến lăn bánh vào tầm khoảng 1.358.000.000 đồng dành cho chiếc xe Camry phiên bản 2.0Q này. Nhưng mà nếu mà khách hàng lấy xe 2022 thì chúng ta được giảm đâu đó tầm khoảng 80 triệu cho đến 90 triệu đồng. Thì đâu đó nếu mà 1.358 mà trừ đi gọi cho 90 triệu đi quý anh chị ha. Chúng ta tạm tính là 90 triệu, được giảm 90 triệu đi. Nó sẽ tùy từng phiên bản nữa nha. Nếu mà giảm 90 triệu thì còn đâu đó tầm khoảng 1.260.000.000 thôi là khách hàng có thể nhận ngay chiếc xe Toyota Camry này về nhà rồi. Đó, mức giá rất là tốt luôn, mà trong khi đó mức giá niêm yết đã là 1.220.000.000 rồi. Thì thực sự đây là một chiếc xe rất là đáng mua cho năm 2023 này. Và chiếc xe Camry phiên bản 2023 thì khuyến mãi nó sẽ như thế nào? Thì hiện tại nếu mà những khách hàng nào mà đặt xe và mua xe 2023 thì đại lý Toyota Tân Tạo vẫn sẽ có những cái chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng khi đặt cọc và mua những chiếc xe sản xuất năm 2023. Đó. Đương nhiên là sẽ không có được giảm từ 80 đến 90 triệu giống như chiếc xe 2022, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ được giảm giá từ đâu từ 10 cho đến 20 triệu đồng đó, để lì xì cho khách hàng khi khách hàng mua xe tại Toyota Tân Tạo. Nó giảm giá ưu đãi thêm và sẽ có những cái phần quà rất là đặc biệt, dù bản 22 và bản 23 chúng ta đều sẽ có, đó chính là phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình đó, hoặc là phủ gầm chống sét chống đá văng, phủ xem xin mít trên xe chẳng hạn đó. Thì đại lý vẫn sẽ có thể cân nhắc và bù qua sớt lại để sao cho khách hàng có thể vừa đủ phụ kiện trang bị trên xe khi nhận chiếc xe từ đại lý Toyota Tân Tạo. Cùng với đó vẫn sẽ có một mức giá ưu đãi nhất trong cái thời điểm mà khách hàng mua xe. Và cái chương trình khuyến mãi em Vinh vừa báo thì nó có thể kết thúc trước hoặc là sẽ không cần báo trước nha quý anh chị nha. Nên để biết khách hàng nào mà muốn biết mức giá lăn bánh cuối cùng về địa phương của quý anh chị nó sẽ là bao nhiêu thì quý anh chị hãy liên hệ ngay cho em Vinh vào số hotline 0961205097 hoặc 0934589878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi mới nhất vào cái thời điểm mà quý chị mua xe nha. Và dành riêng khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, lái thử trải nghiệm xe thì có thể ghé tại Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử trải nghiệm mẫu xe này để đưa ra cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất với nhu cầu chúng ta nha. Và hiện tại thì dành cho những khách hàng nào muốn mua xe trả góp thì với mức lãi suất từ ngân hàng tài chính Toyota chỉ từ 0.8% một tháng thôi. Hồ sơ thủ tục thì đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với một mẫu xe của nhà Toyota trong thời gian nhanh nhất và dễ dàng nhất. Và thủ tục thì cực kỳ đơn giản luôn. Và khách hàng nào mà muốn biết hồ sơ của chúng ta liệu có đạt được cái nhu cầu của những ngân hàng đó hay không, quý vị có thể liên hệ trực tiếp vào hotline phía trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo bằng số hotline phía trên màn hình. Em Vinh sẽ tư vấn và hỗ trợ quý anh chị một cách chi tiết nhất về hồ sơ của anh chị nha. Hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo và đừng quên tặng cho em một nút like, muốn đăng ký kênh để tạo động lực giúp em Vinh làm ra nhiều video hay hơn và cập nhật những thông tin mới nhất và nhanh nhất đến quý anh chị nha. Hãy để lại một bình luận cho em Vinh biết về ý kiến của quý anh chị về chiếc xe Toyota Camry bản 2.0Q màu đỏ rất là đẹp này nha.